Sâm Thanh Đạt Trần xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Ở video clip hôm nay em Đạt Trần dành cho các bác đam mê âm thanh cổ cũng như đam mê đầu băng cối. Hôm nay thì bên em có một siêu phẩm Akai GX630D rất đẹp, em xin lên sóng và chia sẻ cho các bác. GX630D là một cái model rất là thành công của Akai, được khá là nhiều các bác tin tưởng, săn lùng cũng như là tìm kiếm. Thì cái dòng này thì cũng đã vắng bóng shop Đạt Trần khoảng nửa năm nay rồi, bây giờ mới lại tiếp tục có hàng để phục vụ các bác. Thì hôm nay về được một em hàng đấu mạng rất đẹp, em xin lên sóng và chia sẻ cho các bác. Akai GX630D có thể nói là một cái thiết kế thực sự là đẹp. Vâng, thực sự là đẹp, nó đẹp mỹ miều luôn. Các bác thấy không ạ, toàn bộ cái mặt của nó là cái mặt nhôm phay màu trắng. Đấy, có điểm những cái chi tiết và vô cùng là sắc nét. Các cái phím bấm của Akai GX630D thì được làm bằng có những cái đường cắt kim cương, những cái đường cắt CNC rất là đẹp và bóng lộn luôn. Mặt của nó màu trắng và không hề có một vết chày. Đấy, tình trạng rất đẹp, không hề có một vết chày. Em mời qua chúng ta cùng xem chi tiết và cận cảnh. Đấy, mặt mũi rất đẹp, trắng phau luôn. Model đây, Akai GX630D. Dòng này thì sử dụng động cơ là 3 motor. Đấy, dòng đầu từ ferrit, đầu từ thủy tinh, siêu bền luôn. Đấy, rất là đẹp. Phía bên dưới thì chúng ta sẽ có các cái phím gạt, các cái phím bấm. Họ làm một cách rất là chi tiết và chỉnh chu. Chúng ta có thể thấy một cái phần bánh tì cực kỳ là mới của Akai. Đấy, phần tay cơ rất là đẹp. Rồi các cái phím bấm chức năng ở đây. Đấy, mỗi phím sẽ là một cái màu. Đấy, với những cái đường họa tiết vân chải tia vô cùng là sắc nét. Phía bên dưới thì chúng ta sẽ có những các cái volume dành cho tổng này, volume dành cho mic, volume dành cho đường line. Hai cụm đồng hồ vô được bố trí ở chính giữa với cái ánh sáng vàng. Các cái phím gạt này thì họ làm rất là bền và đẹp, chắc chắn. Đây, các bác xem một cái phần cụm đồng hồ công tơ mét. Và con này thì hình thức xuất sắc luôn thưa các bác. Đấy, mặt mũi không chảy xước. Tiếp theo thì em mời các bác xem cái phần vỏ gỗ của Akai 630D. Em này với cái thiết kế vỏ gỗ của nó rất nét, nét căng luôn. Với cái vân gỗ của Akai 630 thì đỉnh và chóp rồi. Rất đẹp. Một em máy thì chơi hay, bày đẹp và hợp lý ở trong cái tầm tiền. Phần phía sau của 630 đây rất là mới luôn. Có một đường line in và một đường line off. Đấy, bác nào cần thêm cái hình ảnh chi tiết nội thất bên trong thì inbox cho em sẽ gửi riêng cho các bác. Em đã có chụp rồi, trong cái clip này thì không tiện tháo ra ở bên trong. Đấy, các bác nào cần thì cứ inbox cho em. Và em Đạt Trần xin được báo giá con này thì sản phẩm ba anh em bao đẹp, bao zin và hoạt động rất là tốt, đã test rồi. Sản phẩm này có mức giá 24 triệu sẽ kèm một cái cặp mà húp Akai cho các bác chơi, 24 triệu đồng. Các bác có nhu cầu alo cho em. Shop bên em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Bên em giao hàng toàn quốc và giá báo sản phẩm là không bao gồm phí ship thưa các bác. Bây giờ em sẽ xin phép được test nhạc cho các bác chúng ta cùng nghe. Tiếng rất tốt luôn. Các bác cứ yên tâm là một con máy từ cái phần mặt mũi rồi các cái thứ bên ngoài nó mới thì đương nhiên là nội thất của nó phải rất là mới và rất là đẹp rồi. Vẫn biết yêu
tình ta mãi còn trái ngang. 24 triệu đồng cho em hoa hậu các bác nhá. Hoa hậu 630D. Các bác đừng so sánh với những cái hàng xấu trên thị trường, vì con này của em rất đẹp, đấu giá về cho nên giá nó sẽ nhỉnh hơn một chút. 24 triệu đồng, các bác có nhu cầu hãy alo cho em. Test cái chức năng tua máy cho các bác chúng ta cùng xem. Máy thì vận hành rất là tốt luôn. Đấy, các bác có nhu cầu thì alo cho em với cái mức giá là 24 triệu đồng và giá bên em là không bao gồm phí ship. Xoát đặt trần với địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, giao hàng toàn quốc. Thưa các bác, xin chào và xin hẹn gặp lại.